Từ lâu, những người với cách cư xử điên hoặc là không bình thường đã trở thành một mỏ ý tưởng của Hollywood để xây dựng những nhân vật lôi cuốn. Tuy nhiên thì trong video lần này, chúng mình không đề cập tới kiểu ngồi la hét hay là cười khúc khích một mình như các bạn đang suy nghĩ đâu, mà là những kẻ được xây dựng với xu hướng hành vi vô đạo đức, thiếu cảm xúc, thích thao túng và không hề lúng túng khi hại người, thường hiện diện ở những người với chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những người như vậy nhé. Trước khi bắt đầu, cảnh báo spoiler cho tất cả các bộ phim này. Hãy cùng bắt đầu với Frank Booth trong bộ phim tâm lý giật gân Blue Velvet năm 86 của đạo diễn David Lynch. Được xây dựng là kẻ đầu sỏ của giới tội phạm ngầm tại một thành phố, Frank điên theo cái kiểu đặc chất của tội phạm, tức là vẻ ngoài thì cực kỳ hào nhoáng, ưa nhìn, nhưng ở bên trong gã thì lại cực kỳ bạo lực và có phần biến thái trong suy nghĩ. Qua màn hóa thân không thể tuyệt vời hơn của nam diễn viên kỳ cựu Dennis Hopper, ta cảm nhận được rằng Frank luôn sẵn sàng trở nên bạo lực đến mức kinh hoàng. Frank đã bắt cóc chồng con của nữ ca sĩ Dorothy Valance để ép cô trở thành tình nhân của hắn, hay đúng hơn là ép cô phải chịu đựng những trò đồi trụy hắn nghĩ ra. Không ai hiểu tại sao Frank lại nổi hứng làm những điều ấy, có thể vì hắn muốn chiếm quyền kiểm soát người khác hay vì một lý do gì đó đằng sau. Chúng ta chỉ được biết rằng hắn cực kỳ yêu thích việc mình làm. Điều đáng sợ hơn là tên này còn chẳng hề biểu lộ cảm xúc ăn năn gì về hành động rất sai của mình, cứ như thể hắn cho rằng đó là chuyện thường ngày. Tất cả những gì mà chúng ta thấy ở Frank khi thực hiện hành vi của hắn là sự hào hứng, những câu đùa và đôi khi là cả những tiếng hét và cười phấn khích. Kẻ có vấn đề tiếp theo trong danh sách của chúng ta là một người phụ nữ xinh đẹp, một người vợ và con girl, là câu chuyện về việc cuộc sống hôn nhân của cô đã trở thành một bi kịch như thế nào. Trong chuyện, Amy Dunn được miêu tả là một người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chứng bệnh này bao gồm các đặc điểm như là coi nhẹ cảm xúc của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc là xấu hổ, thao túng người khác, ích kỷ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình. Amy thông minh, xinh đẹp và luôn đảm bảo cho những kế hoạch mà mình vẽ ra phải đi đúng với con đường của nó. Nói nôm na là cô bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Cuộc gặp gỡ của cô với Nick tưởng chừng sẽ đem đến một cuộc hôn nhân trong mơ cho cả hai, nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Khi mà dần dần sự chán ghét nảy sinh, Nick tom tem ở bên ngoài, và đây cũng chính là thứ đã châm ngòi cho vòng xoáy bi kịch của bộ phim. Như đã nói, Amy là một cô gái thông minh đến kỳ quặc, và không mất nhiều thời gian để cô có thể khám phá ra cái kim trong bọc. Amy tìm vạch ra mọi con đường để thao túng chồng, thao túng cảnh sát, thao túng cả giới truyền thông nước Mỹ, thậm chí là giết cả người để dần dần biến Nick trở thành mãi mãi của cô, của cái hợp đồng tình ái giả tạo và của cuộc sống gia đình kỳ quái đó. Amy dù khả năng cao chỉ là một sự phóng đại, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng một người phụ nữ bị phản bội trong tình yêu có thể trở nên đáng sợ đến như thế nào. Đúng như tiêu đề của nó, đây là một bộ phim đào sâu vào khắc họa chân dung của một tên giết người hàng loạt. Ra mắt vào năm 1986, Portrait of a Serial Killer có lẽ là một trong những tác phẩm điện ảnh đầu tiên táo bạo đặt điểm nhìn của khán giả vào một kẻ sát nhân, về những mối quan hệ, về cuộc sống hàng ngày của hắn, và ghê tởm nhất là vào cách mà hắn thực hiện những phi vụ man dợ. Bình thường, mỗi khi buồn chán, thất vọng, người ta sẽ đi chơi hoặc là hẹn hò với bạn bè. Tuy nhiên, gã Henry thì khác. Hắn coi việc sát hại người vô tội như là để giải khuây, và thậm chí còn tiêm nhiễm tư tưởng đó vào đầu óc của bạn mình, để rồi dần dần biến người bạn đó thành đồng chí trong mỗi cuộc đi săn. Thế khi đi săn thì sao nhỉ? Hắn tận hưởng nó từng chút một, hắn quay phim rồi về nhà lại ăn mừng với người cộng sự của mình. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất của gã Henry này chính là sự khó đoán. Hắn ra tay một cách rất ngẫu nhiên, rất nhanh gọn, quyết liệt và không hề có sự chuẩn bị trước. Suốt quãng thời gian đầu tiên của mình, hắn luôn tỏ ra mình là một người có nguyên tắc. Hắn nhường phòng cho em gái của bạn, bảo vệ cô khỏi sự bạo hành của người anh và luôn cư xử như một người bình thường trước mặt người phụ nữ đó. Tuy nhiên thì sự thật lại không phải là như vậy. Hắn thường xuyên để lộ ra sự thiếu nhất quán trong hành động và lời nói của bản thân. Và cụ thể nhất là lần hắn giết mẹ mình khi lên 14 tuổi. Và có thời điểm thì hắn dùng từ đâm, lúc khác thì lại nói là bắn súng để giết nạn nhân. Chính vì vậy, cũng giống như các nạn nhân trong phim, dù gần gũi và thân thiết với Henry đến đâu, thì họ cũng không thể nào biết được hắn sẽ ra tay vào lúc nào. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những tên sát nhân hàng loạt với tâm lý không bình thường. Tuy nhiên, gần một thế kỷ trước, kẻ thủ ác trong Em đã khiến toàn thế giới phải kinh hãi trước những gì mà hắn đã làm. Đây là Hans Beckett, một tên sát nhân trẻ em hàng loạt, một tên biến thái chính hiệu. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong một frame được dàn dựng không thể nào hoàn hảo hơn, Hans đã thổi một hơi lạnh vào gáy của khán giả nhờ cái bóng che gần nửa khung hình và che toàn bộ từ sát nhân. Đây chính là hiện thân của quỷ dữ.
Xuyên suốt phim, đạo diễn Fritz Lang đã không bao giờ cho khán giả trực tiếp chứng kiến những tội ác Hans gây ra, mà chỉ được chứng kiến hệ quả của chúng với gia đình nạn nhân và với xã hội. Sau khi dập tắt ánh sáng của những linh hồn nhỏ bé, hắn chơi đùa với chính quyền và dư luận qua việc viết những bức thư nặc danh với giọng văn hả hê đắc thắng. Ngoài ra, chuỗi nạn nhân trải dài không dừng lại ở những cô bé ngây thơ xấu số, mà nó có bao gồm cả những người dân vô tội khác trong thành phố. Tội ác của Hans khiến họ bị sờ gáy, bị kiểm soát gắt gao, bị đẩy vào đường cùng. Nó ép con người, ép các tổ chức phải chống lại nhau trong nỗ lực lật tẩy được con quỷ dữ. Xong, có lẽ điều đáng sợ nhất ở Hans là sự dửng dưng của hắn với những tội ác mà mình đã thực hiện. Hans hoàn toàn không ăn năn, không hối lỗi và sẵn sàng, mình xin nhắc lại, sẵn sàng hạ sát những cô bé liên tục nếu có cơ hội. Vậy thì đâu thật sự là động lực thúc đẩy hắn? Các bạn hãy xem em để tìm hiểu nhé. Gã điên tiếp theo, Lou Bloom trong Nightcrawler, có lẽ là người mà các cô gái sẽ rất dễ chịu khi ở bên cạnh. Hắn cư xử lịch thiệp, ăn bằng gọn gàng, đẹp trai tóc tai vuốt keo các thứ. Hắn biết lựa chọn lời nói sao cho vừa lòng người đối diện và luôn mở một nụ cười rất tươi. Tuy nhiên, đó là khi cô gái sở hữu điều mà hắn khao khát. Và chắc chắn, gã Bloom này sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, bao gồm cả việc vấy bẩn đôi bàn tay. Xuất thân là một gã ăn trộm vặt, một cuộc chạm mặt vội vã với phóng viên tự do đang khai thác thông tin về vụ tai nạn giao thông đã truyền cảm hứng cho Lou Bloom trở thành một người săn tin. Đây cũng chính là điểm khởi đầu cho hành trình sa ngã đầy kịch tính của tên điên này. Và cuộc hành trình ấy chắc chắn sẽ khiến người xem phải suy ngẫm rất nhiều. Ban đầu, hắn chỉ muốn đưa tin một cách chân thực nhất để kiếm kế sinh nhai. Dần dần, do biết rằng tin shock đồng nghĩa với việc views cao và tiền nhiều, hắn trở nên khao khát những thước phim của mình phải thật màu me, phải thật dữ dội, đến mức còn tạo cả hiện trường giả, rồi sau đó là hãm hại cái đồng nghiệp của mình để đổi lấy một mẩu tin tức buổi sáng. Ngoài ra, nếu bạn thích những kẻ thông minh và biết sử dụng ngôn ngữ một cách sắc bén để thu phục người khác, hoặc nếu bạn muốn học cách quảng cáo bản thân cho một buổi phỏng vấn xin việc, thì Lou Bloom chắc chắn là một người thầy hoàn hảo đấy. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng học hỏi nhưng mà có chọn lọc nhé. Để tìm hiểu về nhân vật tiếp theo trong danh sách này, chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian về thế kỷ thứ 19 tại Hoa Kỳ. Người chúng mình muốn nhắc đến ở đây chính là Daniel Plainview, nhân vật chính kiêm phản diện chính của There Will Be Blood, một ông trùm dầu mỏ đích thực với hàng trăm nghìn thủ đoạn mánh khóe. Ở trên bề mặt, Daniel là một danh nhân thành đạt, thông minh, táo bạo, quyền lực với nghị lực phi thường. Nhưng ở sâu thẳm bên trong, ông là một dấu chấm hỏi, một hố đen sâu vĩnh cửu, sẵn sàng hút mọi điều tươi đẹp xung quanh vào để nghiền nát. Do có xuất thân nghèo khó, cô độc nên mọi hành động mà Daniel thực hiện đều để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là trở thành người có tiền và có quyền. Bởi vậy nên trong mắt Daniel chỉ có hai kiểu người, những người có thể giúp ông đạt đến ước vọng và những người còn lại. Ngay cả trong cái họ của Daniel, Plainview cũng mang hàm ý, góc nhìn, đơn giản, rõ ràng. Thậm chí, ngay cả những người có thể giúp Daniel cũng không được ông coi là cùng hạng, bởi vì I have a competition in me. I want no one else to succeed. I hate most people. Xong, có lẽ không cần phải lấy ví dụ nào xa hơn cho hành động này ngoài chính cái cách mà Daniel đối xử với cậu con trai nuôi HW. HW đến với Daniel sau khi bố của cậu bé chết vì làm việc cho Daniel. Thay vì cảm thấy mình có trọng trách, có nghĩa vụ phải chăm lo, phải yêu thương HW, Daniel lại sử dụng cậu bé như một công cụ để lấy lòng các nhà đầu tư. Trong một lần đi khảo sát huyết mạch dầu mỏ, Daniel cũng không quên mang theo cậu bé để che mắt người chủ mảnh đất, khiến họ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc săn thỏ vui vẻ của hai cha con nhà nọ. Rồi sau khi một tai nạn tước đi của HW khả năng nghe nói, để không phải mất thời gian vỗ về cậu bé, Daniel đã pha rượu vào sữa cho cậu uống để nhẹ nợ. Và khi cảm thấy HW thật sự đã không còn công dụng, Daniel sẵn sàng ném cậu lên tàu và ship đến chỗ khác, đùn đẩy trách nhiệm cho một người lạ mặt. Đối với người ngoài, Daniel không ngần ngại dọa cắt cổ đối thủ cạnh tranh trong một buổi họp, hạ nhục vào nhà truyền đạo và lừa dối cả Chúa Trời chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Miền Viễn Tây thì thường đi đôi với cowboy nhỉ? Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta có một gã điên ở đây thay vì những anh chàng dễ thương như là Lucky Luke hay là Woody? Anton Chigurh là kẻ cuồng loạn trong phim No Country for Old Men. Khác với những kẻ điên ở trên, khán giả được cung cấp rất ít thông tin về gã đàn ông man rợ này. Tất cả những gì chúng ta biết về hắn chỉ là mái tóc trông rất ngốt và những lần giết người không hề ghê tay. Nhưng điều làm Anton trở nên đặc biệt đáng sợ không phải là những lần hạ sát như thế, vì có biết bao tên điên xuống tay như vậy rồi. Tay phản diện này vẫn còn khiến cho khán giả phải ám ảnh cho tới ngày hôm nay là bởi thái độ của hắn với mọi thứ.
Khán giả gần như không được biết tay sát thủ này có suy nghĩ như thế nào, vì hắn không chỉ có những hành động ngược đời mà còn luôn giữ khuôn mặt lạnh băng mọi lúc, kể cả khi có bị thương hay vừa mới nổ xuyên táo một ai đó. Hơn nữa, tên này tự cho rằng hắn có vị thế cao hơn nhân loại, thể hiện ở cách hắn sử dụng một công cụ làm thịt gia súc để sát hại người khác. Cùng với đó là tư tưởng cực đoan rằng mạng người là do định mệnh sắp đặt, rằng hắn chỉ là sứ giả thực thi công lý mà thôi. Sau cùng, có lẽ cần phải nói rằng Anton Chigurh không thể thành công đến thế nếu thiếu đi màn hóa thân thượng thừa của Harvey Bardem. Nhờ vai diễn để đời này mà nam tài tử người Tây Ban Nha đã giành được tượng vàng Oscar. Anton Chigurh không chỉ là một trong những kẻ điên thú vị nhất từng xuất hiện trên màn bạc, mà còn xứng đáng với vị trí trong tượng đài những kẻ phản diện giả tưởng xuất sắc nhất lịch sử. Khái niệm áo trắng có làm em lo lắng thật sự đúng với hai kẻ phản diện Paul và Peter trong bộ phim thiêng Funny Games phát hành năm 97. Paul cùng Peter xuất hiện với diện mạo trong trắng, với những chiếc áo tinh tươm cùng với những đôi găng tay trắng muốt. Chúng tiếp cận gia đình nạn nhân bằng một lý do rất đỗi đời thường, đó là xin trứng, và sử dụng vẻ ngoài ngây thơ của mình để xâm nhập vào ngôi nhà của họ. Hai kẻ điên bắt đầu đánh đập người chồng, ra lệnh cho người vợ lột bỏ quần áo chỉ để chúng được nhìn trong tích tắc, rồi lại bắt cô mặc lại. Giống nhân vật Anton Chigurh ở trên, chúng cũng quyết định số phận của họ bằng một trò chơi đếm số thông thường. Vậy thì tại sao hai gã này lại làm như vậy? Câu trả lời là chẳng có lý do gì cả. Chúng coi những điều kinh khủng mình gây ra chỉ là những trò chơi vui, là những trò chơi có thể đem lại cảm giác giật gân mà hai gã thèm muốn. Ở đó, hai tên không chỉ thách thức nạn nhân mà còn thách thức chính những khán giả. Paul và Peter cho các nạn nhân của mình có cơ hội được chạy, được tìm đường trốn thoát, cho tất cả chúng ta có hy vọng về một tương lai tươi sáng cho gia đình xấu số. Nhưng tất cả chỉ là hão huyền, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đến hết phim, chúng ta phải hãi hùng nhận ra rằng hai kẻ điên kia hoàn toàn nắm quyền kiểm soát toàn bộ mọi sự kiện trong phim. Theo chia sẻ của đạo diễn Michael Haneke, về bản chất, Paul và Peter đại diện cho sự áp đảo của yếu tố bạo lực, yếu tố shock trong truyền thông. Chúng tra tấn Anna, George và Georgie vì khán giả của chúng ta mong chờ và muốn xem những thứ đó. Trong phim, Paul và Peter thậm chí còn có những phân cảnh quay ngược lại dòng thời gian của phim, phá vỡ bức tường thứ tư để thay đổi mạch truyện và đối thoại trực tiếp với khán giả. Funny Games muốn nói với chúng ta rằng ở đâu đó sâu trong tiềm thức, con người luôn tò mò về những điều mà chúng ta không được thấy hàng ngày, về những điều xấu xa, lật lọng, máu lạnh và tàn nhẫn. Ta muốn được nhìn thẳng vào những con quỷ đáng sợ đội lốt người, được xem chúng vận hành ra sao, để rồi có cơ hội tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện chỉ là giả và mình thì vẫn an toàn. Và vừa rồi là danh sách những nhân vật vô cùng điên của phê phim. Tất nhiên là một danh sách là không thể nào đủ được, nên nếu còn thiếu ai thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình biết nhé. Lưu ý rằng như chúng mình đã nói ở đầu video, điểm chung của những nhân vật này là họ đều sở hữu những nét tính cách và xu hướng hành vi có thể tìm thấy ở những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Và như thường lệ, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó nhé. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim, hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.